Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn món ốc bu nấu chuối. Và sau khi mà ốc bu các bạn mà mua về thì các bạn ngâm nước nha. Các bạn ngâm nước khoảng thời gian là khoảng bao nhiêu phút được vậy? 15-20 phút cho nó rã những cái chất dơ ở trong ốc nó ra chút xíu nha. Các bạn ngâm nước. Đây, cần là ngâm nước muối không? Muối luôn. Muối luôn, bỏ muối vô ngâm nha, ngâm đều. Miếng ớt nha các bạn, sắc ớt cho luôn. Rồi, sau khi ấy. Thấy khó rồi. Sau đó thì các bạn cho nước sôi vào. Mục đích là làm gì bạn? Lễ ra. Để lễ ra nè. Đồ cho nó ngâm đầy luôn. Uống mày. Rồi, uống phỏng lưỡi chứ. Này giống như là mình tái ốc bu vậy ha. Chút là ốc bu tái chanh nè. Sau khi các bạn ngâm nước sôi khoảng 5 cho đến 10 phút thì các bạn chắc nước sôi ra. Đó, các bạn chắc hết nước sôi nha. Lúc này thì các bạn để ý ở phía dưới nó vẫn có một số chất cặn bẩn của con ốc. Một số chất cặn bẩn nó đó, chắc ra rồi. Này các bạn thấy không? Nó vẫn còn sót lại nha các bạn. Sau đó thì các bạn tiếp tục các bạn để ốc ra ha. Lấy ốc ra tô. Đây, giờ mình chuẩn bị sẵn. Thì các bạn lễ cái này mình lễ bằng tâm ha, chứ mình nếu mà các bạn có mấy cái mà đồ xiên mứt đồ này nọ thì các bạn có thể là dùng cái đồ xiên mứt cho nó dễ. Đó. Tâm thì chắc nó cũng cái tỷ lệ mà hao hụt tâm chắc cũng khá là lớn này. Đây là những cái ốc bu mình lựa những cái loại bự bởi vì nó cũng rất là nó cũng rất là dễ lễ mà nó cũng rất là cứng. Cái này chắc lấy nĩa mày. Chứ nhiều khi làm chắc cũng hết cây tre luôn quá. Không biết. Tại nó còn sống mà bạn, bây giờ nó rất là cứng. Đó. Dạ. Đó. Để lên lấy tầm. Lấy. Ừ. Đó, sau khi chúng ta tìm kiếm chúng ta không có, chúng ta tiếp tục chúng ta quay lại với này. Tại này nó còn sống mà nó cứng quá. Cái này hy vọng là mình sẽ nạy được hết đồ. Rồi xong. Đứt đuôi rồi. Đâu hết, nấu nãy đưa đi bỏ rồi. Ừ. Nếu mà nãy này cũng hơi lâu ha. Ừ. Rồi bây giờ tiếp tục bắt đầu là chúng ta bắt đầu làm tiếp. Sau thời gian khoảng 5 phút các bạn lễ cái này ha. Với cái này thì các bạn nên dùng nĩa các bạn, cái nĩa loại lớn hoặc là cái nĩa mà ăn mứt á, các bạn lễ nó dễ tại vì nó rất là cứng nha. Nó rất là cứng nha các bạn. Tại mấy con này nó lớn quá trời, rất là cứng. Đó, sau khi các bạn lấy ốc ra thì các bạn nặn chanh vào nha. Đó, các bạn nặn chanh vào. Chanh thì các bạn mua loại chanh bự lại đi. Chủ yếu có mục đích của mình làm này cho nó hết nhớt của ốc các bạn. Cho nó ra hết nhớt. Đó, các bạn cứ nặn vào. Đó. Như đây nãy mua mấy ký ốc mày? 2 ký. 2 ký ốc. Các bạn nặn khoảng 3-4 trái chanh ha. Các bạn nặn cho nó đều lên. Mình nặn xong rồi mình nó ngâm không? Xong rồi trộn đều lên. Rồi mình để cho bao lâu hay là mình xài được luôn? Không có, mình để khoảng 5 phút, 10 phút. À, cho nó ra mấy chất nhờn ha. Các bạn có thấy các bạn nặn vào. Đó, các bạn nặn chanh vào. Thế khi mà các bạn nặn hết chanh ha, các bạn đầu các bạn dùng đũa các bạn quậy. Lúc này các bạn thấy nó cũng ra nhưng mà mấy này như là trong cái phần của con cua nó ra. Ủa, phần của ốc nó ra nè. Lộn. Là các bạn quậy nha. Nhịn này cũng không có thèm nổi mà mình ăn luôn nha, ăn sống luôn kẹt nha. Trộn, bạn cứ trộn thế khoảng 5 phút nha bạn. Sau khi các bạn rửa chanh mình rửa đây khoảng 2-3 lần nha. Rửa khoảng 2-3 lần. Thì tiếp tục mình cho gì vào mày? Tỏi. Tỏi bằng sắc nhỏ bạn cho vào ha. Nửa phần thôi. Nghệ này nó nghiền nhỏ thành bột. Ủa bình thường mua ở ngoài nghệ cũ hay về phải nghiền ha? Không, nghệ cũ sắc giống như tỏi vậy. Ờ. Không cho ớt vô ha? Từ từ. Rồi, vô mà các bạn dùng đũa bằng trộn đều ha. Thôi, mình nếm đi. Kế tiếp các bạn cho thêm một miếng bột nêm vào.
Ủa, như đây là bao nhiêu? Anh muốn cà phê. Anh muốn cà phê. Muối. Muối. Muối miếng. Muốn được. Hai muốn được. Muốn chè. À, muốn đi. À, muốn luôn hả? Hai muốn gửi. Rồi, mình cho vào ha. Có muỗng canh không? Muốn sữa hả? Rồi sau đó mình, chúng ta trộn đều ha. Thơm quá, thơm một nước mắm. Tiếp tục là tới phần ta chuẩn bị cơm mẻ. Cơm mẻ này là anh mua về là có sẵn phải không? Tôi đó, tập ta. Lọc quá hả mày? Chắc ơi, kế dụng hai nước sôi ha. Làm này để mình lấy gì tình? Nước. Rồi được rồi chị. Giống mùi cơm gạo mày. Thì cơm gạo mà. Gạo mình lên men đó. À. Cái này bình thường sao có? Dễ lắm, mua. Ờ. Ra chợ mua. Rồi tiếp theo đó các bạn bắt một cái chảo cho một miếng dầu ăn lên ha. Cho vào. Tỏi. Ủa, cho tỏi không ha? Sao nãy dính. Ờ. Nãy dính rồi. Ờ. Nè. Thôi bể. Rồi sau đó chúng ta cho phần ốc chúng ta nãy chúng ta vừa mới sơ chế ta cho vào. Ta tiếp theo ta lọc chuối xanh. Lọc vào đây nè. Dơ mày. Thì mà phần ốc sôi chúng ta cho phần cơm mẻ này vô ha. Rồi.